TV bây giờ nó cũng dài hơn chưa? Nét quay cho em xem. Cái này năm nay cũng dài. Năm nay em xem. Xem rồi. Công nghiệp này em chơi những năm này thành nhất đấy. Quay xấu. Ông ấy thông tin là làm từ cái thời nó còn đi ăn cái gì cho quay cái em quay này ừ sao không ăn cái gì cho quay đẹp đi làm đâu.